Mình nghĩ là mùa dịch này thì nhà ai cũng có một cái thùng mì tôm như thế này. Bữa giờ hứa với một bé là sẽ làm cái gì đó chỉ toàn bằng bìa không thì hôm nay sẽ làm nhá. Bây giờ sẽ lấy một cái bìa mỏng hơn nè. Đó để cuốn thành cái chóp này cho nó dễ này, chứ cái bìa kia thì hơi bị cứng. Rồi mình sẽ lấy xuống bánh keo gắn nó vào. Rồi sau đó ta lấy bìa cắt làm bốn hình tròn. Vì là làm bằng giấy nha nên mình có thể dùng keo hai mặt hoặc là keo sữa gì cũng được, nhưng mà tại vì mình lười quá nên là mình sẽ lấy xuống bánh keo mình làm. Sau khi gắn hình tròn xong thì mình sẽ vẽ đại một cái cửa như thế này rồi mình dán vào. Cắt một miếng bìa thẳng uốn vòng xung quanh cái cửa như thế này. Sau đó thì mình sẽ cắt làm hai cái cửa sổ nữa. Cái nắp chai là mình vẫn xoay đi xoay lại và vẫn mở ra mở vào được nha. Cái này là đang hướng dẫn các bạn nhỏ làm mấy cái ống đựng tiền nho nhỏ. Nếu mà ba mẹ cho tiền ăn vặt á thì mình có thể bỏ vào trong đó. Rồi bây giờ là mình sẽ kẻ những đường thẳng nhỏ như thế này. Và sau đó là mình cắt ra những miếng hình chữ nhật. Không cần đều nhau đâu. Mình làm giống như kiểu mình làm những viên gạch á, để xếp so le nhau như thế này. Cũng không cần là phải đều lắm đâu, bởi vì mình làm giống như những viên gạch đã bị cũ rồi ấy mà. Sau khi làm xong thì mình kẻ những đường lớn hơn và cắt hình vuông. Sau đó cắt tròn một đầu để làm giống những viên ngói á. Việc lợp ngói thì mình cứ gắn xung quanh cái mái nhà thôi. Thứ hai của ngói thì mình sẽ xếp so le so với tầng thứ nhất. Cũng rất là đơn giản, làm thì rất là lâu đó mà mất nhiều công đoạn nữa, nên là mình phải tua rất là nhanh để cho nó đủ kịp thời gian là 3 phút ở trên TikTok. Bạn nhỏ nào muốn làm cái ống đựng tiền to hơn thì mình có thể kiếm cái hũ to hơn ha. Sau đó là mình lấy một tấm bìa như thế này, mình cuốn quanh ở đây. Hy vọng là sau clip này cô Thiên Xanh sẽ nhận được hình ảnh mà các bạn nhỏ tự làm ở nhà gửi cho cô nha, gửi qua Facebook nha. Làm xong cái nhà rồi đó, bây giờ việc mình là tô màu thôi, còn bạn nào muốn trang trí hoặc là làm gì thêm đó, đó là tùy các bạn nha. Rồi bây giờ là phần tô màu này. Tô màu gì là tùy các bạn thôi ha, nhưng mà mình luôn luôn lót một cái lớp màu trắng ở đây. Mái nhà thì mình không tô ngói màu đỏ mà sẽ tô ngói màu xanh, là bởi vì là mấy viên gạch này mình sẽ tô màu vàng cam. Mà thêm ngói màu đỏ nữa thì nhìn nó nóng quá. Sau đó là mình lấy cái nhũ mình phủi lên thế này là xong rồi đó. Còn riêng ngôi nhà thì ở dưới cái bục á, mình sẽ tô thêm một màu nâu mà thêm một màu xanh rêu nữa. Giống như kiểu là cỏ rêu thông gì đó, một ngôi nhà nó tương đối là hơi cũ một tí. Nếu mà muốn tô màu nhiều lớp á, thì phải chờ lớp này khô rồi mới tô lớp này kia lên nha, chứ không hồi nó lem tùm lum á. Rồi bây giờ là mình sẽ vẽ hàng gạch nhỏ ở đây, rồi vẽ những cái đường vân như là đường vân gỗ này, rồi mình sẽ vẽ cửa sổ luôn. Thế đây là ngôi nhà của mình đã hoàn thành rồi đó, nhưng mà cô Thiên Xanh sẽ gắn thêm một số cây cỏ vào đây cho nó sinh động nè. Rồi bây giờ là mở nắp ra bỏ tiền vô, nếu mà siêu sẽ làm một cái ống bút để kế bên nữa đặt lên bàn học là không ai biết luôn nha.